Và các bạn thân mến, những vụ việc camera an ninh gia đình bị hacker kiểm soát, lấy đi những hình ảnh cá nhân, nhạy cảm, tung lên Internet đã gây nhức nhối trong thời gian gần đây. Camera an ninh từ thiết bị giúp bảo vệ được người dùng khỏi những kẻ đột nhập, những hành vi xâm nhập trái phép hay đơn giản nhất là giúp quan sát được những điều bất thường xảy ra trong gia đình. Giờ đây lại trở thành mối đe dọa ngược lại, là công cụ giúp kẻ xấu lợi dụng để xâm nhập, đánh cắp thông tin của người sử dụng. Nội dung về cảnh báo an ninh an toàn cho camera của gia đình sẽ là chủ điểm chính của Hashtag 247 ngày hôm nay. Sau vụ việc ca sĩ Vân Mai Hương bị lộ clip nhạy cảm từ camera an ninh trong nhà, thời gian gần đây cộng đồng mạng lại xôn xao vì hàng chục clip cá nhân được ghi lại từ camera an ninh tại phòng ngủ của một cô gái tại Hải Phòng. Những video này được nhận định là từ hệ thống camera lắp trong phòng ngủ. Nội dung clip ghi lại hình ảnh sinh hoạt cá nhân, một số hình ảnh khỏa thân hay cảnh sinh hoạt riêng tư của nữ nhân vật chính. Điểm chung của các vụ việc đều là do kẻ xấu hack từ hệ thống camera trong gia đình, lấy những dữ liệu cá nhân nhạy cảm phát tán lên Internet, khiến cho nhiều người dùng lo ngại về nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng của thiết bị camera giám sát. Hiện tại thì nhà mình cũng có lắp một bộ camera. Thì camera thực sự cũng theo mình nghĩ là cũng là một cái tiện ích rất là cần thiết cho mỗi gia đình khi mà muốn xem lại hoặc là muốn giám sát nhà. Tuy nhiên thì gần đây là có một số cái tình huống người dùng bị lộ cái thông tin cá nhân, những cái video clip riêng tư thì thực sự mình cũng rất là lo lắng, không biết là cái hệ thống camera của nhà mình có bị xâm phạm hoặc là có bị ai can thiệp không. Hiện tại thì gia đình em cũng có đang sử dụng camera an ninh, và trước cái thông tin mà khi mà lắp camera mà bị lộ lọt thông tin như thế thì em cũng khá là lo ngại, bởi vì những cái hình ảnh thông tin cá nhân trong gia đình thì không ai mong muốn bị lộ ra ngoài cả. Theo nhiều chuyên gia công nghệ, camera luôn nằm đầu trong danh sách những thiết bị dễ bị tấn công nhất. Các hệ thống camera gia đình có thể bị hack bởi nhiều hình thức và đang ngày càng phổ biến. Dòng camera hiện nay người dùng quen thuộc có tên gọi IP camera hay Wi-Fi camera vốn đã phổ biến trên thế giới từ những năm 2000 nhờ tính năng kết nối thông qua Internet rất tiện dụng. Tuy nhiên, kể từ những năm 2010 trở lại đây, dòng camera này cho thấy chúng có thể bị truy cập hoặc bị hack rất dễ dàng. Đặc biệt, hacker có thể xâm nhập được vào hệ thống Internet gia đình thông qua Wi-Fi, từ đó truy cập vào hệ thống camera và kiểm soát chúng. Ngoài ra, việc người dùng sử dụng mật khẩu được thiết lập bởi đơn vị thi công và lắp đặt cũng là lỗ hổng lớn dẫn đến rò rỉ dữ liệu cá nhân. Tôi là một trong số những nhà cung cấp camera trên thị trường hiện nay. Thì trong quá trình cài đặt và hướng dẫn sử dụng, chúng tôi cũng có hướng dẫn cho khách hàng thay đổi mật khẩu mặc định. Tuy nhiên là với các khách hàng hiện nay thì thường khách hàng sẽ muốn sử dụng mật khẩu mặc định để cho dễ dàng trí nhớ hơn hoặc là dễ dàng truy cập vào thiết bị hơn. Vấn đề này thì sẽ khiến cho cái lỗ hổng bảo mật nó bị cao hơn, và việc hacker có thể sử dụng cái mật khẩu mặc định này để lấy dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng sẽ rất là nhiều. Thì với tư cách là một nhà cung cấp, chúng tôi sẽ khuyến cáo tất cả các khách hàng sử dụng camera hiện nay là nên đặt mật khẩu với độ bảo mật cao, sẽ giúp cho độ an toàn về lưu trữ bảo mật của khách hàng được cao hơn và tăng cường tính an ninh hơn. Thị trường camera tại Việt Nam khá đa dạng với hàng trăm, hàng ngàn sản phẩm đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Bên cạnh một số hãng nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng như Hikvision, Vitacam, Avis, Xiaomi thì vẫn có những sản phẩm không tên tuổi được bày bán tràn lan trên thị trường. Nếu không muốn mình trở thành nạn nhân của hacker, ngay từ bây giờ, người dùng cần nâng cao tính bảo mật cho hệ thống camera của mình, nên cẩn trọng khi chọn mua các thiết bị camera ở những nơi không uy tín, tự tạo mật khẩu cho camera của gia đình để tránh kẻ xấu lợi dụng nhằm xâm nhập và đánh cắp thông tin. Thưa quý vị và các bạn, trước sự việc người dùng bị đánh cắp dữ liệu từ hệ thống camera an ninh ngày một nhiều, thì không ai khác, chính người dùng phải có những kiến thức để phát hiện và bảo mật dữ liệu cá nhân của mình khi sử dụng camera. Để có thông tin rõ hơn về các chiêu thức, thủ đoạn mà tin tặc lợi dụng cũng như cách phòng tránh những rủi ro khi sử dụng camera giám sát, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với đại diện công ty Nhà An Toàn, đơn vị nhập khẩu và cung cấp giải pháp camera giám sát tại Việt Nam về vấn đề này. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với Hashtag 247 hôm nay. Trước tiên, xin cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn của đài truyền hình VTC. Đầu tiên thì xin anh có thể cho biết về cái nhu cầu lắp cái camera gia đình hiện nay cũng như là cái thực trạng về mất an toàn dữ liệu. Thì về tình hình sử dụng camera hiện nay cũng như là các thiết bị an ninh trong gia đình, thì cái việc sử dụng camera đang ngày càng phổ biến ở tại Việt Nam, đặc biệt là khi thu nhập người dân tăng
cũng như là cái nhu cầu về an ninh cũng rất là bức thiết. Do đó là khi mà người sử dụng mua nhiều hơn camera, cái việc mà an ninh nó cũng sẽ xuất hiện, do là việc cài đặt mật khẩu hoặc là do việc chia sẻ những cái thông tin về tài khoản hoặc là chia sẻ về dùng chung mạng wifi trong gia đình. Do đó dẫn đến những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra như gần đây, đó là các hình ảnh cũng như là clip của camera giám sát bị lộ ra ngoài, gây ra những kết quả không mong muốn cho người sử dụng cũng như là cho xã hội. Như anh vừa chia sẻ thì cái thực trạng về cái mất dữ liệu của các camera ngày càng cao. Vậy xin anh cho biết là những cái nguyên nhân của nó là gì? Về các nguyên nhân gây ra các tình trạng như vừa rồi thì do camera nó cũng có rất là nhiều cái hình thức sử dụng cũng như là cài đặt qua đầu ghi, cài đặt qua dây mạng, cài đặt qua các thiết bị phát sóng wifi. Do đó thì cái tình trạng này thì có lẽ phổ biến nhất là do là mật khẩu không được đủ mạnh, và người dùng thường hay đặt những cái mật khẩu rất là dễ nhớ, nên là việc hacker đoán được, thậm chí là biết được mật khẩu đấy nó rất là dễ dàng. Ngoài ra thì việc sử dụng mạng wifi, việc chia sẻ thì mật khẩu cũng là đơn giản. Thì khi mà hacker nó có ý định xấu, họ vào được cái wifi thì cũng có thể sử dụng một số những cái thủ thuật để có thể xem được cái hình ảnh cũng như dữ liệu camera của bản thân. Thì ngoài ra thì do cái camera không có thương hiệu, chất lượng kém trôi nổi ngoài thị trường cũng rất là nhiều, nên là những cái camera đấy thì không có bất cứ một cái tiêu chuẩn gì về mã hóa dữ liệu hay là việc chính sách bảo hành hoặc là cập nhật phần mềm để vá lỗi. Do đó cũng là một cái nguyên nhân rất là lớn dẫn đến là việc camera dễ bị hack và lọt thông tin ra ngoài. Cuối cùng thì với tư cách là một nhà nhập khẩu và phân phối cái giải pháp camera an toàn tại Việt Nam, thì xin anh có thể chia sẻ những cái biện pháp cũng như cái cách khuyên cáo cho người dùng để sử dụng camera an toàn. Để giải quyết những cái tình trạng này thì do cũng có rất là nhiều nguyên nhân, nên là để giải quyết thì cũng đầu tiên thì tôi khuyên cáo mọi người nên sử dụng những cái dòng camera chính hãng do những nhà cái phân phối chính hãng nhập khẩu chính ngạch để có thể mua về sử dụng. Ngoài ra thì cái việc mọi người lưu ý đối với mật khẩu của tài khoản bản thân mình thì nên đặt những mật khẩu nó đủ mạnh để không thể đoán ra được. Và hơn nữa trong quá trình sử dụng, ví dụ sau khi thợ lắp đặt là phải đổi mật khẩu, hoặc là camera sau khi hỏng gửi đi bảo hành nhận lại cũng phải đổi mật khẩu. Một lần nữa xin được cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình VTC. Mong rằng với những biện pháp được chuyên gia an ninh mạng đưa ra ngày hôm nay, quý vị sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để tự bảo vệ cho gia đình mình, cuộc sống của mình với những chiếc camera an ninh, tránh được những rủi ro không mong muốn như việc lộ hay là lọt các hình ảnh cá nhân.